Những chú chó xoáy Phú Quốc thuần chủng sẽ thi chạy trên đường đua dài hơn 400 mét, vượt qua 12 địa hình khác nhau, từ những địa hình bằng phẳng quen thuộc đến những thử thách khó khăn như vượt chướng ngại vật, đi cầu tre, nhảy qua hàng rào, xuống đường ngầm, lội nước. Những hình ảnh thú vị này sẽ được chúng tôi chuyển đến quý khán giả qua phóng sự điểm đến 7 ngày hôm nay để giúp quý vị và các bạn, những người yêu thích chó Phú Quốc, có thể tận mắt chứng kiến những biệt tài, khả năng độc đáo của loài chó này. Đua chó ở Vũng Tàu thì địa hình nó bằng phẳng, số lượng chó mỗi đợt đua thì nó cũng nhiều hơn, mục đích kinh doanh hơn là ở đây. Còn ở đây thì tất cả mọi thứ còn rất là hoang sơ, gần gũi với thiên nhiên nữa, số lượng chó đua cũng ít hơn. Mà điểm khác biệt lớn nhất là đua chó địa hình, thì lần đầu tiên tụi em được coi đua chó địa hình, nó có những đoạn lên cầu hoặc là xuống hang hoặc là bơi nữa, thì nó thú vị hơn, theo như cảm nhận của em thú vị hơn rất là nhiều.